Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Paris Saint-Germain với OCG 19 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2022, vòng 15 Ligue 1. Cuối tuần này, PSG sẽ có cuộc tiếp đón OCG trong khuôn khổ vòng 15 Ligue 1. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, PSG dư sức hủy diệt tân binh mới lên hạng. Mặc dù vậy, có khá nhiều lý do để tin rằng người hâm mộ sẽ không được chứng kiến màn thị uy sức mạnh đến từ nhà đương kim vô địch. Đầu tiên cần phải nhấn mạnh rằng, Ligue 1 sẽ tạm nghỉ sau vòng đấu này để nhường chỗ cho World Cup 2022. Với chiến thắng trước Lorient ở vòng đấu vừa qua, PSG đã duy trì được khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng lên. Vì thế ngay cả khi trắng tay ở cuộc chạm trán OCG, thầy trò Christophe Galtier vẫn sẽ ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng. Trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy chục ngày sẽ chính thức khởi tranh, tâm lý giữ chân của các cầu thủ rõ ràng là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là với những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Còn nhớ ở vòng đấu vừa qua, PSG trong một ngày thiếu vắng Lionel Messi đã phải rất chật vật mới có thể hạ gục được Lorient với tỷ số xít sao 1-2. Với việc siêu sao người Argentina tiếp tục không ra sân ở vòng đấu này, sẽ là rất mạo hiểm nếu nhà đầu tư đặt niềm tin vào một ngày thi đấu bùng nổ đến từ hàng công PSG. Cần biết sau 9 lần đón khách kể từ đầu mùa, đội chủ sân công viên các hoàng tử mới chỉ có vỏn vẹn 2 lần giành chiến thắng với cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Về phương diện cá cược, họ thậm chí đã thua kèo châu Á ở 8 trên 9 trận vừa nêu. Với kèo châu Á PSG chấp 2.5 kèm lợi thế sân nhà, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á PSG chấp 2.5 full time. Thống kê đã chỉ ra rằng OCG là một tập thể vô cùng yếu bóng vía khi phải thi đấu trên mặt cỏ lạ. Tính đến trước vòng đấu 15, thành tích sân khách của OCG chỉ hơn mỗi Nantes. Cụ thể, sau 7 cuộc viễn chinh, đoàn quân của huấn luyện viên Christophe Galtier thua 5 hòa 1 và chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, trong đó họ ghi được 7 bàn thắng và phải vào lưới nhặt bóng tới 17 lần. Ngay cả khi PSG không chơi với 100% phong độ, OCG cũng khó lòng tránh khỏi viễn cảnh trắng tay. Với kèo châu Âu, anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, PSG thắng. Nhiều khả năng, 90 phút sắp tới tại công viên các hoàng tử sẽ không xuất hiện cơn mưa bàn thắng, bởi PSG không có nhu cầu phô trương sức mạnh, trong khi OCG rõ ràng chẳng dại gì thi đấu sòng phẳng cùng nhà đương kim vô địch. 9 trên 11 trận gần nhất của PSG khép lại với tối đa 3 lần lưới rung. 6 vòng đấu vừa qua của OCG cũng chẳng vượt mức 3 bàn trận. Với kèo tài xỉu 4.0, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 4.0 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, PSG chấp 2.5 full time. Kèo châu Âu, PSG thắng. Kèo tài xỉu 4.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số PSG 3 OCG 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.